Tâm trí và bản ngã tuy hai nhưng là một. Tâm trí luôn tạo ra những vấn đề. Tâm trí tạo ra vấn đề là để khẳng định sự tồn tại của bản ngã, của cái tôi ảo tưởng. Vì nếu cái tôi ảo tưởng không còn thì tâm trí cũng mất đi cơ hội để tồn tại. Tâm trí và bản ngã tuy hai nhưng là một. Cả hai là hai mặt của nhau, như đồng tiền có hai mặt vậy. Không có tâm trí thì cũng sẽ không có bản ngã, và không có bản ngã thì tâm trí cũng không có lý do để tồn tại. Vì vậy, trên bước hành trình chuyển hóa, thức tỉnh tâm linh, ta cần nhận ra rằng tầng năng lượng sống vượt ra ngoài sự chi phối của tâm trí, vượt ra ngoài mọi vấn đề phát sinh từ bản ngã. Đó là tầng năng lượng của tánh giác. Tầng năng lượng của tánh giác chính là tầng năng lượng của sự trọn vẹn nhận biết thực tại đang diễn ra trong giây phút đang là. Ở tầng năng lượng này, ta sẽ vượt thoát được tất cả mọi diễn biến tiêu cực, phân biệt và đối đãi của tâm thức. Chỉ có ở tầng năng lượng này thì khổ đau trong ta mới có cơ hội chuyển hóa, mà không phải là sự ức chế, đè nén tâm. Ở tầng năng lượng của tâm trí thì ta luôn tạo ra vấn đề, và vấn đề chính là nguyên nhân gây ra đau khổ. Tâm trí, bản ngã cần những vấn đề, cần những đau khổ để làm thức ăn nuôi dưỡng. Nhưng ở tầng năng lượng của trọn vẹn nhận biết, tầng năng lượng của tánh giác, thì ta không còn gây đau khổ cho bản thân nữa. Vì không còn gây đau khổ cho bản thân nên ta cũng không gây đau khổ cho những người xung quanh và muôn loài. Vì không còn tạo ra và gây đau khổ nên ta sẽ có được tự do và có được năng lượng thuần khiết, an lạc, hạnh phúc. Chính nguồn năng lượng này sẽ là suối nguồn bình an, là nguồn năng lượng chữa lành cho muôn loài vạn vật và cho cả đất mẹ xinh tươi này.